Hello anh em nhé, chào mừng anh em trở lại kênh của mình Phụ Tùng Ô Tô Nhật Đức. Hôm nay thì mình lại đang giới thiệu cho các bạn chọn bộ tay gương 2 gióng và 1 gióng của Hyundai HD. Toàn bộ dòng xe Hyundai HD trên thị trường Việt Nam thì bị cắt mất. Và đây là một trong những cái sản phẩm mà rất mình phải nói là hot hot, sắp tân giật luôn. Suốt từ đợt cái thời gian mà chiếc Hyundai HD ra mắt tại thị trường Việt Nam, mà nó làm một tay gương cánh cửa. Và hiện tại bây giờ rất nhiều anh em đang săn lùng cái tay gương 2 gióng này. Tại sao cái lùng 2 gióng? Vì cái tay gương 2 gióng này của nó lên trước đầu xe thì là một số dòng xe nhập thì nó đã dùng cái tay gương 2 gióng này rồi. Nhưng về Việt Nam thì không hiểu sao thì Việt Nam mình đặt cái gương cánh cửa vì làm cho cái tầm nhìn của anh em lái xe rất là khuất, mà nhiều hôm đi mưa cũng như là bị khuất tầm nhìn. Nếu bác nào mà béo mà ngồi gần nhà chấm hết luôn, hoặc hôm nào mà mưa thì cánh cửa gần như là khó nhìn, nó bị mù tịt luôn. Và nhất là anh em hay dán phim hai bên cánh cửa để gọi là chống nắng chống chói nữa, thì cái đấy nó đã hạn chế một phần vào buổi tối rồi. Mà thứ hai là cái gương cánh cửa đó thì thật sự các bạn là rất là khó chịu đấy, chạy quen không sao mà chạy mà không quen thì xác định luôn là rất là khó nhìn. Và đây là một trong những cái sản phẩm tay gương châu Âu. Tại sao mình nói thì châu Âu thì tay gương này thì nó có sấy điện để dành cho những cái nước châu Âu hay là của bên xưa Hàn Quốc, nó là sứ mù thì nó sẽ có chức năng sấy điện gương. Về Việt Nam thì cái dòng xe Việt Nam mình nó vẫn có cái bộ thống dây điện ở trong xe đấy các bạn ạ, nhưng các bạn phải dò vào cái điện người ta dò để trích đường dây sang thì chúng ta mới dùng được cái dây sấy. Còn anh em muốn chơi dây sấy thì anh em phải là mua thêm một đôi gương sấy nữa, còn bình thường không thì các bạn cứ lắp tay gương này vào và dùng theo cái gương cũ các bạn là ok luôn đấy. Con này thì hiện tại đang là một bên phụ thì nó là 2 gióng, còn bên lái của nó thì là 1 gióng. Đấy, bên lái là nhà mình nhập đúng cái mã dài luôn để trùng với cái tay gương này các bạn nhé. Đấy, thì nhiều anh em mua hàng các em phải để ý. Keo dính đèn nhá. Anh hết rồi. Đấy, thì thành ra là các bạn lưu ý giúp mình nhá. Đấy, đều lái phụ nhà mình đều có sấy luôn và đều vào tay gương là mỗi cái xịn luôn. Đây là mã của bên phụ này các bạn này. Ở đây là mã của bên lái này. Đấy, các bạn thấy không? Ở đây là bên mình về rất là đầy đủ phụ kiện luôn, bao gồm cả chụp lắp chụp này, ốp chân gương này, đấy, và cái mắt ốp chân gương này. Đó, toàn bộ hàng Mobit hết, toàn bộ mã hàng Mobit hết các bạn này, toàn bộ mã Mobit hết luôn. Đấy, hiện tại thì cái sản phẩm này đang rất là hot, anh em lấy thì ủng hộ mình theo số điện thoại đây, hiện tại đây các bạn nhé, hiện tại đây này. Đấy, các bạn nhớ ủng hộ mình theo hai số điện thoại này. Đó các bạn thấy không? Đây là bộ tay gương rất là căng nét luôn. Đấy, các bạn thấy không? Rất là căng nét luôn. Lắp cho toàn bộ dòng xe Hyundai thì dùng 15 một bộ công SL, XL, L25SL và xịn sò 100% luôn, là Mobit chứ không phải hàng Trung Quốc các bạn nhé. Đây các bạn nhìn chân này, chân của nó này dập rất là nhiều ký tự, ký hiệu. Đấy các bạn thấy không, căng nét luôn. Đấy, ok cho anh em. Ok anh em nhớ vào đúng cái phụ tùng ô tô Nhật Đức của bọn mình nhá. Đây cửa nhà mình đây, các bạn nhớ lưu ý là liên hệ theo hai số điện thoại và vào đúng phụ tùng. Rồi các bạn vào đúng gần mũi tên này, gần đất này, thì làm ma. Sau đó các bạn vào đây. Đó là mình đứng ở cả nhà mình nhé các bạn nhé. Ok anh em, cảm ơn anh em rất nhiều luôn. Hẹn gặp lại anh em một sản phẩm tiếp theo.